con to lắm ạ. Ok, cái này mình bắt được lâu chưa ạ? Mới bắt được khoảng từ lúc 7 giờ. Sáng nay ạ. Sáng nay mày quay về trả tiền đấy nhá. Cái này nhà báo quay trả tiền. Anh ơi, cái này là mình bắt ở sông đáy ạ. Bắt ở sông đáy. Sông đáy. Thế nên là quay là phải trả tiền thôi. Tính phải thu tiền. Cứ quay chơi đáng và tính. Ok bà. Con này áng được khoảng bao nhiêu? Đúng 22 cân. 22 cân rưỡi. Cân cân rồi ạ. 22 cân rưỡi. Cân rồi. Con ác nhờ. Mình bắt bằng lưới là bằng cái kích, kiểu gì mà kích điện. Kích điện ạ. Kích điện mà con này mà nó ấy được thì cũng dành lên nó thấy. Vâng. Châu cũng chết. Lên hết ạ. Châu cũng chết. Nhưng mà ai hỏi đừng nói cái điện, tôi nhỏ tay. Đó, đúng rồi. Đúng rồi. Rồi bắt được. Rồi, bắt được. Rồi không nói bắt được. Tay. Nói là bắt điện. Môi trường mai bắt kích giả. Cấm cả 68 thì... Wow. Cấm cả 68 nước kìa chứ anh. Bỏ mái nhà đấy. Nó bò lên bò nó đẻ thế là tôi ra tôi bắt được. Thế thôi. Bà này từ trước nhìn thấy. Từ trước giờ là mình đây đã ai bắt được con to này chưa? Chỉ có anh ấy. Ai là người bắt được ạ? Con 8 cân rưỡi. Chỉ có bác là người bắt được ạ? Ông này dài mai. Bắt được lớn rồi, bắt được con này rồi còn đi làm gì nữa, về đi mà coi con này tiếp con nữa à, còn nữa ông lấy tiếp ạ. Mày bắt đường đôi nhá. Đừng cho trẻ con nó từ sợ. Từ trước giờ là chưa giờ người làm gì bắt con này. Từ xưa đến nay luôn. Chưa này bây giờ. Chưa bao giờ có ai bắt được con to này đúng không? Cả khu vực này. Chỉ 2-3 cân là phần nhiều thôi. Chứ còn là mình ở đây dân ở đây mình là ở gần sông bao nhiêu năm nay rồi đúng không? Trắng hết. Bờ sông bao năm rồi. Bé lớn bây giờ đúng năm đấy. Vâng. Kéo nó cắn. Nó một phát đây là mất tay đấy. Cất luôn đấy. Con này nếu có bác thì gọi là ba ba gì tôi có biết được nó. Mày ra biết được. Con này mẹ nó cũng như rồi. Không phải đấy, hai chân mày nấu chuối thôi. Con này nha, nếu mà muốn để mà triển lãm một mẹ con nào thích ăn chỉ cần chấm mà thôi. Ngâm nước đâu không được đâu. Chết phải để nó con nấu trên cạn thôi. Không khó này kiểu qua phơi mình đấy. Không ở trên rượu mà. Con này đã biết rồi, biết mồ lên rồi. Ui bé con thế, quần quá bỏ giờ. Ừ đấy hả, mồm đấy. Răng nghiến kép kê. Răng này cái tay của một phát nó đi luôn. Lá này nó cắn cái mà nó còn bằng này. Cái con một cân rưỡi em để con cá rồi chứ miệng nó tớp vẫn đứt làm đôi luôn. Con này thì khả năng tay mình thì chắc là đứt luôn. Khỏi phải nói. Con một cân rưỡi nha, mình để con cá rồi trước mồm nó nha, nó cắn nó đứt làm đôi luôn. Đúng rồi, 2 cân rưỡi ạ. Cục nó là 5 cân rồi. Nếu mà cho nó ăn là được 2-3 cân. Đầu này nó thỏ ra này, thấy chưa? Cho nhau miếng. Con này quá lâu lắm rồi. Chân xe mà, sung rồi nhảy. Con này nó phải không, của nó là nó thế chứ có phải sẹo đâu. Sẹo như gì? Thì của nó là nó thế. Có là nhỉ? Loại 2-3 cân thì đấy, nhưng mà cái loại khủng này thì... Loại này chứ cái sung đáy. Đấy là sườn này. Bảo loại này nó mới là khủng. Bé rồi. Đây có bắt là sung đáy kìa. Sung đáy. Bà dễ bọn này nó có ổ lắm đấy đúng không? Nó to này rồi. Đấy bà buôn đấy sao? Bà buôn đấy phủ lý bán nhỉ? Hôm nay mình ác này. Con này phải 100 triệu. Con này mà bán bây giờ thì chắc là giá nó không thể định giá bình thường được đúng không? Chưa giá bình thường được. Ai có cái này bao giờ thì cho bé là hôm nay nhìn con ba ba to như vậy giá trị đấy. Con này có khi là của mình vẫn còn về ít tuổi hơn là nó. Nó thì gấp khoảng 5 tuổi không? Con này về cỡ về trên 100 năm. Trên 100 năm, con này về trên 100 năm. Đấy con đấy còn 150 năm gì đó. Tầm cỡ đó. Con này cân rồi. Cái này phải có. Bây giờ dưới sông đáy à cô? Hạn chế động của nó rồi. Đúng rồi. Cho trẻ con nó vào. Đúng rồi. Nó đớp cho thì mất tay. Trước khi bắt lên thì bác ấy một mình bác ấy mà bác ấy làm sao bác ấy khua được nó lên. Lùa. Khó tay bắt được. Dễ đi điện rồi. Nổi lên là lùa. Nhưng mà ba này đẻ cái hết được. Cái này con cái ạ.